Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình dự báo thời tiết của báo điện tử VTC News. Thưa quý vị, mưa rào đã bắt đầu từ đêm qua ở một số tỉnh khu vực Bắc Bộ. Ngay từ sáng sớm nay, quý vị đã có thể cảm nhận được không khí lạnh hơn khi mà nền nhiệt giảm nhẹ. Cho đến ngày mai, mưa sẽ giảm dần, chuyển thành mưa rải rác không quá lớn. Do đợt không khí lạnh này có cường độ nhẹ, nên vào ban ngày, nền nhiệt tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố đồng bằng Bắc Bộ sẽ chạm ngưỡng từ 26 đến 28 độ C, xuống thấp nhất ở mức 22 đến 24 độ C về tối và đêm. Người dân sẽ tiếp tục cảm thấy ấm lên rõ rệt cả ngày và đêm, nhiều thời điểm oi nóng. Phải cho đến ngày 17 tháng 12, miền Bắc khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng, kéo dài cho đến ngày 20 tháng 12. Trong đợt rét này, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao có thể xuống dưới 3 độ C. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra hiện tượng băng giá và sương muối. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là đợt rét đậm diện rộng đầu tiên tại miền Bắc kể từ đầu mùa. Dù vậy, đây là dự báo xa và cơ quan khí tượng vẫn đang theo dõi diễn biến của đợt không khí lạnh này. Còn với Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có hình thái thời tiết có mây, đêm không mưa, ngày nắng nhẹ, nhiệt độ không quá nóng và chỉ ở mức 26 đến 31 độ C, rất thuận lợi để vui chơi, học tập và làm việc, đặc biệt là cho công việc chuẩn bị cho lễ Giáng sinh sắp tới. Chuyển sang một số tin tức về thời tiết thế giới. Thưa quý vị, như chúng tôi đã đưa tin ở bản tin trước, một trận bão kèm lốc xoáy nghiêm trọng đã tàn phá bang Tennessee của Mỹ và cướp đi sinh mạng của ít nhất là 6 người, khiến trên 20 người bị thương. Trong một báo cáo sơ bộ, cơ quan quản lý khẩn cấp Tennessee cho biết có 13 cơn lốc xoáy đã xuất hiện và nó đã tấn công bang này với những hình ảnh tàn phá vô cùng đáng sợ. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ, như thường lệ, sẽ là phần dự báo thời tiết chi tiết các vùng trong cả nước. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm có mưa, mưa rào gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Riêng khu vực Tây Bắc 17 đến 20 độ, có nơi dưới 17 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, riêng khu vực Tây Bắc 29 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ, sáng và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Vùng núi có nơi dưới 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hưởng nắng gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 2 m. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 1 đến 2 m. Quảng Trị đến Quảng Ngãi mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 2,5 m. Bình Định đến Ninh Thuận mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 2 m. Bình Thuận đến Cà Mau mưa dông rải rác, tầm nhìn xa trên 4 đến 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 2 m. Cà Mau đến Kiên Giang mưa dông rải rác, tầm nhìn xa trên 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 4, độ cao sóng từ 1 đến 2 m. Quần đảo Hoàng Sa mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông đến Đông Bắc cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 2 m. Quần đảo Trường Sa mưa dông rải rác,
tầm nhìn xa trên 4 đến 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 1,5 đến 2 m. Vịnh Thái Lan mưa dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4, độ cao sóng từ 1 đến 1,5 m. Như đã thông tin ở phần đầu của chương trình, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi thông tin dự báo chính thức về đợt rét đậm rét hại sắp tới. Theo đó, khoảng từ ngày 12 đến 20 tháng 12, ở các tỉnh Bắc Bộ sẽ có khả năng cao xảy ra một đợt rét đậm trên diện rộng, vùng núi xảy ra rét hại, khu vực Bắc Trung Bộ trời rét, phía Bắc có rét đậm. Trong đợt rét này, khu vực vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống dưới 10 độ C, vùng núi cao thì có thể xuống dưới 3 độ C. Chi tiết về rét đậm rét hại trong những ngày tới sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ngay sau đây. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông đang di chuyển xuống phía Nam, không khí lạnh mạnh sẽ gây rét đậm rét hại trên diện rộng cho khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 17 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023. Từ ngày 17 tháng 12, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to. Vịnh Bắc Bộ ngày 16 đến ngày 17 tháng 12, gió chuyển hướng đông bắc cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 8 đến cấp 9, sóng biển cao 3 đến 5 mét. Các chuyên gia dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia có nhận định về diễn biến thiên tai trên cả nước trong 10 ngày tới, cho thấy khoảng đêm ngày 18 tháng 12, không khí lạnh khả năng được tăng cường bổ sung thêm do ảnh hưởng của không khí lạnh, nên từ khoảng ngày 17 tháng 12, các tỉnh Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, cục bộ có mưa to và dông, cần đề phòng trong mưa dông có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trước mắt, theo bản tin của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và có nơi có dông. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm. Từ đêm ngày 12 tháng 12, mưa giảm dần. Về thời tiết trên biển, ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh tăng cường lệch đông xuống phía Nam. Ở khu vực Nam Biển Đông đang có mưa rào và dông. Chiều tối và đêm ngày 12 tháng 12, khu vực phía đông bắc của Bắc Biển Đông có gió cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 biển động. Chiều tối và đêm ngày 12 tháng 12, vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8 biển động. Ngoài ra, trong đêm ngày 11 và ngày 12 tháng 12, vùng biển phía nam của khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 8. Ngày và đêm ngày 13 tháng 12, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao 3 đến 5 mét biển động. Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 đến cấp 8, sóng biển cao 2 đến 3,5 mét biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn. Chuyển sang tin tức quốc tế, thưa quý vị, vừa qua một trận bão kèm lốc xoáy nghiêm trọng đã tàn phá bang Tennessee của Mỹ, cướp đi sinh mạng của ít nhất là 6 người, khiến trên 20 người bị thương. Trong một báo cáo sơ bộ, cơ quan quản lý khẩn cấp Tennessee cho biết có 13 cơn lốc xoáy đã tấn công bang này. Chính quyền hạt Montgomery, bang Tennessee xác nhận lốc xoáy đã cướp đi sinh mạng của 3 người dân sinh sống ở trong hạt, trong đó có một trẻ em, 23 người đang được điều trị tại bệnh viện. Ông Fred D. O'Connell, lãnh đạo Nashville, thủ phủ Hart Davidson cho biết, cơn bão đã làm đảo lộn cuộc sống của rất nhiều người trong cộng đồng của chúng tôi. 22 công trình kiến trúc đã bị sập do bão, cùng với vô số công trình khác bị hư hại. Trong một cuộc họp báo, trưởng đơn vị đồn trú Fort Campbell, đại tá Christopher Missberry cho biết, khoảng 100 gia đình quân nhân đã mất nhà cửa trong cơn lốc xoáy tấn công thành phố Nashville, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão. Hơn 80.000 người tại bang Tennessee phải chịu cảnh mất điện. Trước tình hình trên, nhà chức trách khuyến cáo người dân tránh ra đường trong bối cảnh lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm, cứu hộ và giải quyết hậu quả của bão lốc. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy hình ảnh những ngôi nhà bị tốc mái, xe tải bị lật nhào do ảnh hưởng của cơn bão ở thành phố Nashville thuộc quận Montgomery. Đây là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bang Tennessee. Hội chữ thập đỏ đã thiết lập một nơi trú ẩn tại trường trung học địa phương ở Nashville để hỗ trợ những người có thể phải di rời tạm thời do lốc xoáy. Các nơi trú ẩn cũng được mở ở Nashville và các vùng ngoại ô của thành phố này. Đến đây, bản tin dự báo thời tiết và cảnh báo thiên tai của báo điện tử VTC News hôm nay xin phép được tạm dừng. Kính chúc quý vị có một ngày làm việc mới hiệu quả và an lành.